Đối với bất cứ ai yêu thích sneaker thì đều biết là cái đợt này là đợt Air Max Day 26 tháng 3. Bây giờ sang đến tháng 4 rồi, hơi tiếc vì chúng mình không thể làm video đúng ngày được. Nhưng mà không sao, đây sẽ là một video về Air Max. Và đây là hai đôi Air Max mình sẽ nói ở trong ngày hôm nay. Nhìn vào visual thì các bạn thấy rằng hai đôi này trông chả liên quan gì đến nhau cả. Một đôi thì trông khá là kỳ lạ, còn một đôi thì trông quen thuộc hơn. Nhưng màu rất là đẹp. Hai đôi này có điểm chung là gì? Giá rất tốt các bạn nhá. Đôi Air Max Olive này giá là 1899, còn đôi này Air Max Time Wrap 1690. Rất là hợp lý, hai đôi đều dưới 2 triệu. Vậy thì cụ thể là chúng có cái gì? Bắt đầu trước với đôi Olive rồi nhá. Olive này là một đôi Air Max cơ bản, nhìn phát biết ngay Air Max 1. Giống như bao nhiêu Air Max 1 khác thôi, chúng ta vẫn sẽ có ô cửa sổ để hở, chúng ta vẫn sẽ có phần upper với chất liệu. Đây là suede, là vải mesh, là những cái màu sắc được kết hợp với nhau rất là đẹp. Đặc biệt cái màu olive ở đây, cái màu này mà Việt Nam mình hay gọi là màu xanh rêu đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Cái chất liệu của nó nhá, sờ vào cái phần xanh rêu này này, nó sẽ là một cái loại da mình không chắc ở đây nó gọi là da suede, da lộn hay là da synthetic nữa, nhưng mà đây là một cái da sờ rất là sướng, nó êm, nó mềm tay, nó mịn mà, nó rất là sướng các bạn ạ. Và cái phần nhìn khi mà nhìn vào nó thì mình thấy rằng là nó có một cái gì đấy rất chỉn chu ở trên cái lớp da này, nó được xử lý cực kỳ tốt. Thêm vào nữa thì chắc chắn rồi, Air Max chúng ta sẽ luôn luôn có những cái phần vải mesh, và phải có lời khen cho vải mesh của đôi Air Max 1 Olive này. Cái vải mesh rất là đẹp. Từ trước đến nay mình không đánh giá cao vải mesh của Nike, thế nhưng mà với đôi này thì họ làm rất tốt. Chúng ta có thể thấy được cái sự chỉn chu ở đây và nó không quá là bị rẻ tiền. Tiếp đến, ở bên trên này nữa chúng ta sẽ có một cái lớp da synthetic khác. Nó không phải là màu olive nữa, đây là màu xanh, mình gọi nó là xanh bạc hà. Hay là các bạn thấy nó màu xám được, cái màu này nó hơi khó gọi tên. Thế nhưng mà cái chất liệu của cái phần này thì nó giống với cả cái phần xanh olive nhá. Chất liệu giống hệt nhau và sờ vào cảm giác cũng giống hệt nhau luôn, màu khác thôi. Tiếp đến cái phần suốt màu đen ở đây, chất liệu cũng y hệt như vậy và nó là màu đen thôi. Nhìn chung là đây là một đôi giày đa số là chỉ sử dụng hai chất liệu chính thôi, đó là da synthetic và vải mesh ở phần bên ngoài upper nhá. Còn ở bên trong thì chúng ta có gì? Đó là một lớp đệm bông khá là dày dặn, sờ vào thì rất là êm tay, đi vào chắc chắn là cũng như vậy. Và cái phần này thì nó cũng cho các bạn được cái độ thoáng và cái độ thoải mái khi mà chúng ta đi ở trong mùa nóng, mùa hè sắp tới. Tiếp theo nữa, bên trong giày thì chúng ta cũng sẽ có là một miếng đệm lót. Đây là miếng đệm lót quen thuộc của Air Max 1 thôi. Nó sẽ là theo dạng cắp sâu, bó vào chân như thế này để đi lại cho nó ôm chân nó thoải mái hơn. Nhìn chung là rất ổn các bạn nhá. Rồi xuống đến phần đế giày thì có cái gì? Tất nhiên là Air Max 1 thì các bạn không lạ gì với cái đế giày này nữa rồi. Nhưng mà thêm một lần nữa nhắc lại thì đây sẽ là cái dạng ô cửa sổ để hở mở rộng. Nó sẽ to hơn so với các ô cửa sổ cơ bản. Và với cái ô này các bạn sẽ có một cái cảm giác đi một phần nào đó nó êm ái hơn một tí. Và thêm nữa là khi mà nhìn vào người ta cũng dễ dàng nhận thấy được cái vẻ đẹp của cái ô cửa sổ này hơn. Nói chung là đây vẫn là một trong những cái điểm ăn tiền nhất của Air Max 1, ô cửa sổ để hở các bạn nhá. Ở phần midsole ở đây thì đa số nó sẽ là màu trắng. Chúng ta sẽ thấy được một chút cái phần màu đen ở bên dưới, đó chính là cái phần outsole. Outsole ở đây thì nó kết hợp giữa màu đen và một phần màu xám, kiểu xám bê tông. Thì cái phần màu xám này chính là được sử dụng những cái chất liệu tái chế. Khi mà nhìn kỹ vào chúng ta sẽ thấy là nó có một cái lấm chấm li ti xanh đỏ tím vàng gì đó, thì đây chính là dấu hiệu nhận biết để các bạn thấy được ngay. Đó, và đó là đôi Air Max 1 Olive này, một đôi giày rất là cơ bản. Tiếp theo mới là đôi giày thú vị, chúng ta tiếp tục nhá. Đây sẽ là Air Max 1 Time Wrap. Tại sao lại gọi là Time Wrap? Time Wrap mình dịch sang tiếng Việt có thể nói là nôm na wrap, nghĩa là kiểu thời gian nó bị bẻ cong ấy. Thì Nike họ làm đôi này nó với ý nghĩa cũng gần như vậy. Đây sẽ là một cái đôi giày có cái sự kết hợp giữa Air Max 1 và Air Force 1. Nó như kiểu là ở một cái vũ trụ nào khác, ở một cái khoảng thời gian nào khác thì Air Max 1 và Air Force 1 sẽ được kết hợp với nhau và nó tạo ra một đôi giày trông như thế này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là mặc dù đây là Air Max 1, vẫn là ô cửa sổ để hở quen thuộc, vẫn là cái bộ đế bên dưới rất quen thuộc, nhưng mà ở bên trên chúng ta sẽ thấy rằng nó có một cái phần lỗ thoáng khí ở toe box rất là quen thuộc của Air Force 1. Thêm vào nữa là cái quai này nhìn quen không? Chính xác, nó là cái quai của những cái đôi Air Force 1 mid hoặc là high, rất là iconic. Và bây giờ họ đem nó lên Air Max như thế này, trông cũng khá là thú vị. Mặc dù là mình thấy là các bạn nếu không thích thì hoàn toàn có thể tháo ra nhá. Cái này đeo mà không đeo thì cũng đẹp đó. Thì thành thật với các bạn, nếu mà coi đôi giày này là một phiên bản limited, là một phiên bản đặc biệt, thì có lẽ là nó chưa thật sự đặc sắc cho lắm. Thế nhưng nếu chỉ coi nó là một đôi Air Max 1 màu trắng và có một cái mức giá hợp lý thôi, 1,7 triệu,
thì nó lại khá là ok, đúng không? 1,7 triệu với một đôi giày màu trắng như thế này, chất liệu nó cực kỳ tốt các bạn nhá. Upper ở đây thì đa số nó sẽ là da, và cái chất da này thì nó cũng rất là giống với cả da của Air Force One, da căng lực, nhìn đẹp, sờ nó cũng khá là mềm. Rồi ở bên dưới thì nó sẽ có vải mesh, vải mesh này thì cũng đẹp tương tự như cái đôi vừa nãy. Nói chung là chất liệu mọi thứ ở đây là tương đối là ok. Nếu các bạn ưng cái màu sắc, cái dáng vẻ này, hoàn toàn có thể cóp cho mình một đôi và đi nó, sử dụng nó như một đôi giày trắng bình thường luôn, khá là ok nhá. Thì tất nhiên là vẫn là Air Max One, thì bên dưới, bên trên chúng ta vẫn sẽ có ô cửa sổ để hở, chúng ta vẫn sẽ có là bộ đế quen thuộc, chúng ta vẫn sẽ có cái phần bên trong của giày được đệm bông khá là dày dặn, đi vào thì nó êm ái, nó thoải mái và nó cũng rất là thoáng. Cái phần bên trong của đôi giày này thì nó được làm bằng vải mesh luôn, rất là thoáng, rất là êm ái luôn. Thì chỉ 1,7 triệu thôi mà các bạn có một cái đôi giày như thế này thì theo mình thấy là cũng rất ok, một cái deal độc lạ mà nếu anh em ưng thì có thể cóp ngay nhá. Và cũng nói thêm cho các bạn là nếu như các bạn muốn có thêm những cái deal giày nó ngon nghẻ, nó hợp lý, nó cập nhật nhanh nhất có thể, nhanh hơn nữa, thì đừng đợi vào những cái video của mình mà hãy vào trực tiếp trong cái nhóm chat của The Five Monkey ở trên fanpage các bạn nha. Các bạn vào fanpage để vào đến nhóm chat, thì trong cái nhóm chat này các admin sẽ cập nhật liên tục và liên tục những cái deal giày ngon nghẻ nhất có thể, và đôi khi là những cái deal đấy nó chỉ có 1-2 đôi thôi thì các bạn cũng có thể cóp được ngay. Đó, đấy là cái cách mà thời điểm hiện tại các bạn có thể mua giày nhanh nhất và rẻ nhất trên The Five Monkey nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử on fit cho các bạn thấy hai đôi này lên chân thì trông nó sẽ như thế nào. Rồi, đó là những chia sẻ rất là nhanh của mình về hai đôi Air Max One nhân dịp Air Max Day. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe video này, và xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.